Thêm một lần nữa, VAR là ám ảnh Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng đó là kết quả của những sai lầm và Oman đã tận dụng thành công để có được chiến thắng 3-1. Cho dù Tiến Linh đã mở tỷ số trận đấu trước, nhưng như bàn thắng của Issam Al-Shabi, Mohsin Al-Khadi và Salah Al-Yayi đã khiến chúng ta phải nhận thất bại thứ tư ở chiến dịch vòng loại cuối cùng này. Với 4 trận thua, đội tuyển Việt Nam đứng cuối bảng B. Trong khi đó, Oman đang có 6 điểm, xếp thứ 3 cùng với Nhật Bản. Hai trận đấu ở bảng B có kết quả như sau. Nhật Bản vượt qua Australia với tỷ số 2-1, trong khi Ả Rập Saudi có được chiến thắng 3-2 trước Trung Quốc. Trong khi đó ở bảng A, Iran và Hàn Quốc hòa nhau 1-1. Syria được thua 2-3 trước Liban. UAE và Iraq hòa nhau 2-2. Tiếp đón đối thủ dưới tầm Luxembourg, Bologna đã chơi áp đảo và dễ dàng có được chiến thắng 5-0. Cristiano Ronaldo là người thi đấu nổi bật nhất với một cú hat-trick, trong đó có hai bàn thắng ghi được trên chấm phạt đền. Hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Bruno Fernandes và Pahinha. Vui dập Luxembourg không thân thiết, song Bồ Đào Nha vẫn chỉ xếp thứ hai tại bảng A khi kém Serbia 1 điểm. Tuy nhiên, khả năng Bồ Đào Nha sẽ vượt lên trong thời gian tới là rất dễ xảy ra, do họ mới đã có 6 trận chứ không phải 7 như Serbia. Trận đấu giữa Anh và Hungary đã khiến cho hành trình của Thompson đến với Qatar dài thêm một chút. Sau 90 phút tại Wembley, đội chủ nhà đã thua về kết quả không mừng ý. Adam Szalai mở tỷ số cho đội khách trước khi John Stones uống bịch cách biệt 13 phút sau. Hungary không ngừng kiên cường cho đến khi họ còi mãn cuộc vang lên. Sau 90 phút, Anh chỉ có thể kiếm được một trận hòa trước Hungary. Họ tiếp tục đứng đầu bảng Y nhưng chỉ còn hơn Ba Lan 3 điểm sau khi đội bóng của huấn luyện viên Paulo Sousa nhận được thắng lợi tốt hiệu trước Albania. Trong khi đó, Đan Mạch có được chiến thắng 1-0 trước Áo. Thụy Điển vượt qua Hy Lạp với tỷ số 2-0. Theo trợ chủ Man United, Varane đã gặp chấn thương háng ở chung kết Nations League. Anh đã phải rời sân cuối hiệp 1. Câu lạc bộ cũng không cho biết rõ ràng cựu trung vệ của Real Madrid khi nào sẽ trở lại. Varane gặp chấn thương háng ở trận chung kết Nations League và đang bắt đầu quá trình hồi phục. Anh ấy sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Varane gia nhập Man United ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Kể từ khi chuyển đến đây, trung vệ người Pháp đã chiếm suất đá chính bên cạnh Harry Maguire. Tuy vậy, cả bộ đội trung vệ tốt nhất của Man United đều đang phải ngồi ngoài. Barcelona vừa ra thông báo xác nhận tin không vui liên quan đến trung vệ Ronald Araujo. Anh đá chính ở trận Uruguay thua 0-3 trước Argentina. Thế nhưng, trung vệ 22 tuổi phải rời sân ở phút 73 vì chấn thương. Sau khi nhận được thông báo từ Liên đoàn bóng đá Uruguay, Barcelona xác nhận Araujo gặp chấn thương gân khều. Anh sẽ rời đội tuyển để trở về Barcelona trong hôm nay để kiểm tra. Theo truyền thông Tây Ban Nha, hậu vệ này có thể sẽ phải ngồi ngoài khoảng 15 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ 22 tuổi nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ 3 trận đấu quan trọng gặp Valencia, Dynamo Kiev và Real Madrid. Dù rất vui mừng với chiến thắng, nhưng huấn luyện viên Branko Ivankovic của Oman thừa nhận 3 điểm trước Việt Nam không hề đơn giản. Trận đấu này thật sự không hề dễ dàng. Họ đã chơi rất tốt. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều và thấy đội tuyển Việt Nam xứng đáng có điểm trong trận đấu này. Rất may là vào những thời điểm quan trọng, các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu rất đồng đội. Có những thời điểm, các cầu thủ rất thất vọng khi đá hỏng penalty. Tuy nhiên, chúng tôi đã động viên. Sức mạnh tinh thần, khả năng kiềm chế cảm xúc sẽ giúp họ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tôi rất tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ. Ronaldo tiếp tục phá thêm một kỷ lục nữa sau khi ghi hat-trick giúp Bồ Đào Nha thắng Luxembourg. Anh trở thành cầu thủ ghi được nhiều hat-trick nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia với 10 lần. Và với 3 bàn thắng này, Ronaldo đã có 8 bàn vào lưới của Luxembourg, quốc gia mà anh ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử. Tiền đạo người Bồ Đào Nha hiện đã có 115 bàn cho đội tuyển, tiếp tục phá vỡ vô số kỷ lục. Ronaldo gần đây đã trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở mọi thời đại, cấp độ quốc tế, với cú đúp và lưới của Cộng hòa Ireland.